Sáng nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 54 về điều tra cơ bản quản lý về an ninh trật tự các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn thành phố. Quyết định số 397 về phân công, phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một trong những hội nghị quan trọng của đơn vị nhằm đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các ngành nghề cơ sở có liên quan trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thống kê của Công an quận Hoàn Kiếm cho thấy, từ ngày 17 tháng 5 năm 2007 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hơn 16.000 lượt cơ sở, xử phạt hành chính 1.862 trường hợp. Theo đánh giá, thời gian vừa qua, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm tại địa bàn tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, nhà hàng có dịch vụ nhạc luôn tiềm ẩn những nguy cơ là điểm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy của những đối tượng vi phạm. Nhận thức rõ những tồn tại hạn chế trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch 54 của Giám đốc Công an thành phố. Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đến từng công an phường, đội tổ chức rà duyệt thường xuyên theo định kỳ, có quyết định phân công, phân cấp chỉ đạo cụ thể cho từng đơn vị thực hiện. Công an quận cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai những phương án, biện pháp phòng ngừa, có kế hoạch xử lý kịp thời, không để xảy ra những vi phạm lớn, vi phạm nghiêm trọng về an ninh trật tự tại những cơ sở này. Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý những cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự.